anh chào các bạn, chào mừng các chị các bạn tiếp tục với series kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp năm 2024. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, là giảng viên đại học trường đại học thương mại và cũng là chuyên gia đào tạo về marketing, về bán hàng, về digital marketing. Vâng, các chủ đề liên quan đến kinh doanh, marketing truyền thông thì tôi đều rất là có kinh nghiệm và tiếp tục cái series này thì tôi sẽ trình bày tiếp đến cái mục một. một mục 1.8. Theo cái sơ đồ tư duy này, còn cái bài thì nó là cái bài tiếp theo, mục thì là mục 1.8. Ở đây thì tôi sẽ nói rằng là chúng ta phải hoàn thiện nốt cái phần xây dựng chính sách à, kinh doanh, trong đó có cái chính sách chăm sóc khách hàng. Thế thì à, chính sách chăm sóc khách hàng là cái gì? Thì chúng ta biết rằng là đó là chúng ta trả lời cho câu hỏi là à, chúng ta chăm sóc các khách hàng mua buôn, mua lẻ à, của chúng ta như thế nào. À, và họ được hưởng những cái lợi ích gì và chúng ta mục tiêu của chúng ta khi mà chúng ta phục vụ họ là đạt được những mục tiêu gì thì chắc chắn là chăm sóc khách hàng là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng để có thể là giữ chân khách hàng để có thể duy trì khách hàng và duy trì lòng trung thành cũng như sự yêu mến của khách hàng đối với thương hiệu cũng như đối với người bán thế thì đầu tiên thì chúng ta nên phân loại khách hàng theo khách hàng lẻ, khách hàng buôn và chúng ta tính đến cái yếu tố giá trị khách hàng chọn đời. Giá trị khách hàng chọn đời tức là cái vòng đời của khách hàng người ta phục vụ mua hàng của mình trong bao lâu. Nhất là khách B2B thì chúng ta thấy là cái giá trị khách hàng chọn đời là rất là dễ hiểu, rất là dễ hiểu. thí dụ như là họ sẽ mua liên tục mỗi một tháng họ mua một đơn hai đơn Đấy, của mình là 100 200 triệu thậm chí là 1 tỷ 2 tỷ thì một năm họ để nhập cho mình vài tỷ đến cả vài chục tỷ. Thế còn những khách lẻ thì như vậy có khách có vip hay không, có mua thường xuyên hay không, hay là khách vãng lai like, mua một hai lần đó. Thế chúng ta cũng lưu ý rằng là khách hàng ở Việt Nam có một cái đặc thù đấy là họ không trung thành hoặc là cái tỷ lệ trung thành cái khả năng trung thành của họ thấp hơn so với các quốc gia khác nhiều. Lý do chính là họ không có tiền và họ luôn đi tìm những cái sản phẩm mới để đáp ứng cái nhu cầu của họ. À, tiếp theo một cái ý nữa chúng ta cần nhớ rằng là khách hàng thì không trung thành với à, sản phẩm và thương hiệu và của bạn đâu, mà họ trung thành với cái lợi ích của họ đạt được, họ trung thành với cái trải nghiệm họ nhận được. Vì vậy à, nếu như các bạn muốn họ trung thành thì à, các bạn còn có giá trị, còn có lợi ích, còn giúp họ kiếm được tiền thì họ sẽ ở lại với các bạn được chưa ạ? Bởi vì họ chỉ trung thành với lợi ích của họ. À, đây là một số những cái lời khuyên cho việc xây dựng à, Chính sách chăm sóc khách hàng Đầu tiên là phân loại khách hàng mua buôn mua lẻ Sau đó là phân loại theo cái cấp bậc của khách hàng Dạng là ABC hay là khách VIP 1, VIP 2, VIP 3 Đấy, chúng ta đưa ra định nghĩa và chúng ta quy đổi Ví dụ như VIP 1 là doanh thu B2B Tức là chẳng hạn như là 5 tỷ một năm VIP 2 là 3 tỷ một năm VIP 3 là 1 tỷ một năm Tôi lấy ví dụ như thế Còn khách lẻ thì VIP 1 là 100 triệu một năm VIP 2 là 50 triệu một năm, VIP 3 là 30 triệu một năm Tôi lấy thí dụ như vậy, đấy chưa? Chúng ta chia nó ra và chúng ta định nghĩa nó, quy đổi nó Tương tự như thế thì sau đó thì chúng ta sẽ đưa ra những cái sự kiện mà chúng ta sẽ chăm sóc cố định Chăm sóc cố định, ví dụ như là những sự kiện gì Ở đây là có ngày sinh nhật này, ma trai hiếu hỉ này, sinh con đẻ cái này Khai trương cửa hàng này, kỷ niệm ngày thành lập doanh nghiệp hoặc cửa hàng này Đấy, rồi thì hội nghị khách hàng tri ân khách hàng vân vân à, đấy là những cái sự kiện mà chúng ta sẽ chăm sóc khách hàng một cách cố định và có chính sách thế rồi thì ở đây ví dụ như là chúng ta quy định à, sinh nhật khách hàng thì à, chúng ta có thể nhận được một cái món quà nhà phân phối có thể nhận được một cái món quà trị giá một triệu đồng hai triệu đồng có thể được tặng bằng tiền mặt được tặng bằng quà nước hoa quần áo khăn hàng lưu niệm hoặc thậm chí là tặng bằng sản phẩm có một số công ty tôi thấy là họ tặng một món quà trị giá một triệu đồng nhưng mà là sản phẩm hoặc là vốt chờ chứ họ không đưa tiền mặt đó thì đấy là những cái cái, cái cách hoặc là khai trương đúng không khai trương cửa hàng này tôi sẽ tài trợ cho bạn 5 triệu nhưng mà bằng cách là tôi đưa cho bạn 5 thùng hàng 5 cái sản phẩm trị giá 5 triệu ví dụ thế hay là tôi hỗ trợ cho bạn làm biển bảng quảng cáo, marketing. Thì tôi cũng hỗ trợ cho bạn bằng quà, bằng sản phẩm của tôi. Đấy là cách. Vâng, rồi quy định rất là rõ từng cái sự kiện đấy họ sẽ nhận được bao nhiêu tiền và bao nhiêu lần trong một năm. Rồi mình cũng tung ra những cái chương trình theo thời vụ hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Thí dụ như là chương trình du lịch, đấy cũng là một dạng chăm sóc. Nhưng mà nó sẽ nằm ở cái phần... À, các cái chính sách thưởng, à, các cái chính sách thưởng ví dụ thưởng du lịch à, nhập bao nhiêu tiền đó à, trong 3 tháng trong 6 tháng thì nhận được một cái chuyến du lịch ở trong nước à, hoặc là một chuyến du lịch nước ngoài đấy cũng là chăm sóc khách hàng. Ngoài ra thì chúng ta cần phải à, yêu cầu nhân viên của chúng ta là chăm sóc khách hàng hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. À, ví dụ như chúng ta sẽ gọi điện thoại hỏi thăm chuyện, câu chuyện vui vơ ở à, anh có khỏe không rồi thì dạo này anh có làm ăn tốt không hôm nay anh có xuống hà nội không à, để có thể là đi uống cà phê đi uống bia à, giao lưu à, hoặc là khi mà ừ, tôi đi thị trường à, hôm trước tôi vừa lên phú thọ gặp khách hàng thì tôi mới gọi cho một cái khách hàng khác là hôm nay em đang ở trên phú thọ đây em đang ở, ở bắc ninh bắc giang đây đúng không à, thì em qua thăm anh gặp anh thế đấy cũng là một cái hình thức là gắn kết rất là tốt đấy, hỏi thăm nhắn tin giữ kết nối trên Facebook trên Zalo đấy là hai cái nền tảng chính và có trên điện thoại di động nữa thế thì chúng ta có thể là diện một là chúng ta tương tác với khách hàng trên nền tảng ví dụ như là chúng ta bấm like những cái bài họ đăng ở trên Facebook đấy ừ. Vì họ đăng bài lên đúng không họ đăng bài lên thế là mình vào mình khen đấy. khách hàng của mình là mình tương tác với họ trên Zalo trên Facebook thế sau đó mình comment mình inbox mình bấm like vân vân kiểu như thế đấy cũng là cái cách mà chúng ta giữ chân họ chúng ta chăm sóc họ chứ không phải là cứ nhắn tin gọi điện mới là hình thức chăm sóc duy nhất thế nhưng mà nhắn tin thì tần suất như thế nào nội dung như thế nào thì thông thường thì nếu nhắn nhiều quá họ sẽ nhàm sẽ chán thì mình nhắn tin và gửi nội dung thì phải có giá trị có giá trị là như thế nào ví dụ mình phải nghĩ ra chương trình à hôm nay em có chương trình giảm giá này hôm nay em tặng voucher này thì mình cứ gửi kết hợp với chăm sóc chứ không phải gửi đơn thuần đó hay là mình có tài liệu hay ví dụ như là tôi làm cái video này à, về kỹ năng bán hàng này, tôi gửi cho khách hàng anh ơi em mới làm cái video này cái tài liệu này anh anh em gửi cho anh à, anh xem anh có thể ứng dụng cho nhân viên của mình đấy cũng là chăm sóc khách hàng các bạn nhá chứ không phải là cứ nhắn tin anh ơi có đơn không anh ơi có đơn không à, anh ơi đã nhập hàng chưa à, thì mới là chăm sóc Đấy. họ đăng cái ảnh họ đi biển họ đăng cái ảnh họ đi du lịch nước ngoài vào comment ui anh chị đi đâu du, du lịch thích thế tuyệt vời quá ước gì em được như anh chị đúng không họ đăng cái ảnh con họ học giỏi và ôi cháu giỏi quá thế là có một cái món quà ngay hay là họ đăng cái hình mà họ mới sinh em bé là gửi ngay một cái món quà abc thì đấy là những cái không nằm trong cái chương trình cố định mà nó nằm trong cái chương trình đột xuất. Đấy. Thì mình xây dựng cái chính sách này mình viết nó thành một cái bảng chính sách bản word sau đó mình ban hành đóng dấu vào và mình đào tạo cho nhân viên kinh doanh của mình đồng thời mình cũng nói cho các khách hàng những quyền lợi của họ. Đấy. Và một trong những cái phương pháp mà những vấn đề cũng tôi nghĩ cũng rất là quan trọng đấy là mình phải xử lý những cái À, vấn đề phát sinh của khách hàng tốt, thí dụ như là họ gặp vấn đề về à, giao vận này, họ gặp vấn đề về công nợ này, họ gặp vấn đề về hàng lỗi này, à, sự cố của khách hàng của họ của dưới họ này, Đấy, thì mình à, luôn luôn là nhanh chóng, à, chu đáo, tin cậy và à, chuẩn mực, à, đặt cái lợi ích của khách hàng và cái à, hỗ trợ cho họ tốt nhất trong những cái điều kiện cho phép trong những điều kiện cho phép, vì chúng ta phải biết rằng là đôi khi đôi khi thậm chí là nhiều khi thì khách hàng họ cũng không đúng đâu, à, họ cũng đòi à, những cái quyền lợi những cái cách thức nói thật là cũng rất là quái thai, cũng rất là à, à, tác ai tác quái à, Trước tết thì tôi có bán cho một cái khách hàng họ năn nỉ, họ không có tiền, họ năn nỉ họ mua hàng để họ lắp sản phẩm công trình. Thế sau đó thì trong cái quá trình bán hàng thì à, cái hàng mà họ muốn đặt thì mình không còn, thế thì mình bảo thấy có cái mẫu khác sai số khác thì mình gửi cho họ thế thì họ đồng ý rồi họ đồng ý là cái sai số như thế thế đến khi mà họ lắp đặt thì họ lại quên không sửa chữa ngay từ phần đầu thế là cái phần đấy là phần sai của họ thế sau đó thì họ muốn đổi trả lại thì do họ nợ tiền nên là công ty nói rất là sợ nói là các bạn phải trả bớt tiền đi thì chúng tôi sẽ đổi cho nhưng họ không đồng ý họ không có tiền thế thì công ty cũng cũng sợ là bị lừa nên công ty không dám mặc dù đã ký hợp đồng rồi nhưng công ty cũng không dám đưa tiền nữa, đưa hàng nữa thế là bắt đầu họ quay ra họ giận dỗi, họ hoàn thành công trình do họ không trả tiền, họ nói là bây giờ mày khó với tao thì tao cũng khó với mày đấy. Thế thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy rằng là trong cái ví dụ tôi vừa nêu ra thì chúng ta đã xử lý vấn đề của khách hàng là chưa thực sự tốt, chưa thực sự tốt. Đấy. Nhưng cũng phải nói là khách hàng cũng nốt lời bởi vì lúc đầu tôi đã hỗ trợ khách hàng là không có tiền tôi đã bán chịu cho rồi ký hợp đồng có điều khoản thu hồi hàng hóa có điều khoản phát sinh lãi suất có điều khoản đòi hàng vân vân ký hợp đồng rất chắc chắn nhưng khách hàng vẫn chảy bửa vẫn nuốt lời bởi vì khách hàng vin vào cái việc là không hỗ trợ họ sau đấy mặc dù họ nợ tiền và, và, và không thanh toán một phần cho nên là công ty cũng cứng không đưa nữa thì cả hai bên đều có lỗi nên tôi mới nói là ở đây là xử lý cái vấn đề phát sinh chưa tốt gây ra cái ức chế cho khách hàng và thứ hai là khách hàng thì cũng có rất nhiều người quá thai ngâm giấm chứ không phải là nó tử tế gì cho cam Đấy. thế nên là chúng ta phải hết sức là linh hoạt và hết sức là thận trọng Đấy. nhất là trong cái bối cảnh mà cạnh tranh kè càng cao như này đúng không ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ yêu cầu bộ phận chăm sóc khách hàng à, hoặc là bộ phận nhân viên kinh doanh à, qua thăm nom, hỏi thăm à, chơi à, rồi thì quà cáp đúng không rồi thì tích cực tương tác trên mạng xã hội và đặc biệt là mang cái giá trị và lợi ích đến cho họ thí dụ tặng họ tài liệu tặng họ quà tặng họ cái khóa học tặng họ cái chuyến du lịch họ nhận được giá trị đúng không cả vú để lấp miệng em thì họ sẽ thích mình họ sẽ yêu quý mình đấy mà như trong cái mảng sale chúng tôi hay gọi là hầu hạ đấy. những cái nhà phân phối lớn họ bán doanh số tốt hai ba chục tỷ năm chục tỷ một năm thì sale rồi đơn vị bán hàng là hầu hạ họ rất nhiều thứ phục vụ từ A đến Z phục vụ rất là chu đáo để họ không bỏ mình đi bởi vì các đối thủ họ nhảy vào rất nhiều đúng không chính sách chăm sóc hàng là rất là quan trọng kết hợp với các cái chính sách trước tôi nói rất nhiều các loại chính sách để tạo thành một bộ chính sách kinh doanh và một bộ chính sách kinh doanh tốt mới tạo cái lợi thế cho sale cho công ty khi đi bán hàng Vâng À, các cái video tiếp theo thì à, chúng ta sẽ còn một số cái chính sách nữa để kết thúc cái phần bộ à, chính sách mà chúng ta cần phải thiết kế, cần phải xây dựng và cái chính sách làm sao nó phải vượt trội, à, nó phải phù hợp và linh hoạt à, với thị trường ngày nay. Vâng. À, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong video bài học tiếp theo của series Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp năm 2024. Và nếu các anh chị và các bạn cần liên hệ, cần tư vấn, cần đào tạo, cần hỗ trợ thì xin vui lòng liên hệ với tôi là giảng viên Nguyễn Phan Anh ở địa chỉ email phananhonlinea.gmail.com số điện thoại là 0989 623 888 và vâng, 0989 623 888 có Zalo và email rồi Facebook là Phan Anh Online Xin chào